Xin chào tất cả các bạn học viên nhé. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái bài học. Hôm nay là bài học nói về cái van từ bay hơi xăng. Đấy. Thì đây là cái van từ kiểm soát bay hơi xăng trên dòng xe Abarth 2013-2014. À, thì anh em sẽ để ý này. À, tất cả những xe mà có cái van bay hơi xăng là những xe có một cái ống thông hơi. Ống thông hơi từ dưới thùng xăng lớn. Đây, trong ống thông hơi này. Đây, ống thông hơi này. Đó, từ cái thùng xăng lớn này. Đó, đi vào hộp lọc khí. Hộp lọc khí này sẽ tích trữ cái hơi xăng lưu động ở trong đây. Cho đến khi chúng ta nổ máy lên. Thì khi chúng ta nổ máy lên chúng ta sẽ thấy đây là cái ống hút chân không. Đây là cái ống hút chân không này. Ống hút chân không này từ chỗ cổ họng ga này. Khi mình nổ máy lên thì nó sẽ hút xuống động cơ. Thì cái hơi xăng đó sẽ được đưa vào động cơ để đốt cháy. Được không? Để đốt cháy, để tránh bay hơi xăng ra ngoài môi trường. Rồi, và cái ống thông hơi này được thông với cái van từ. Thì anh em sẽ thấy này, bình thường này thì cái ống lớn nhỏ, cái ống lớn này với cái ống nhỏ này nó sẽ không được thông với nhau. Cho đến khi chúng ta mở máy, mở khóa lên thì cái nguồn dương ở dây đen sọc trắng này có điện dương. Dây mát là dây đen xanh này là dây mát từ cục ECM sẽ nối xuống. Và khi chúng ta nổ máy lên thì mỗi lần chúng ta lên ga, giảm ga thì con ECM sẽ dập mát cho cái van từ này. Thì nguồn dương gặp mát thì van từ sẽ làm việc, nó sẽ mở ra cho đường ống thông hơi lớn và đường ống thông hơi nhỏ nó thông với nhau. Và khi nó thông với nhau như vậy thì cái động cơ lúc đang nổ nó sẽ hút được cái hơi xăng ở trong cái hộp lọc khí này đưa vào động cơ để đốt cháy. Và đây là cái chức năng là giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như là giúp cho cái khí xăng nó không bay ra ngoài môi trường. Rồi, vậy thì để kiểm tra được cái này thì rất là đơn giản, nguyên lý làm việc như sau đó. Thì đây là nguồn dương đen trắng này, là nguồn dương từ ổ khóa đi xuống hoặc là từ cầu chì xuống. Còn dây xanh đen này là mát từ IC đưa ra. Thì lúc này chúng ta có thể mở khóa điện lên, chúng ta rút cái rắc này ra, chúng ta sẽ đo dây đen sọc trắng này, nó sẽ có nguồn dương liên tục. Như vậy là nguồn dương cấp tốt. Rồi, còn cái dây xanh đen này là dây mát thì chúng ta phải thử bằng đổi ngược cọc bình. Cái kẹp của bút điện chúng ta sẽ đo vào cọc dương bình. Còn cái đầu của bút điện chúng ta sẽ đo vào dây xanh đen này. Và lúc này chúng ta nổ máy lên. Và khi chúng ta nổ máy lên thì chúng ta sẽ lẹt ga, lên ga giảm ga. Thì mỗi lần chúng ta lên ga giảm ga thì bóng đèn này nó phải phát sáng. Và khi chúng ta lên ga giảm ga, nếu bóng đèn nó không phát sáng thì chứng tỏ là mát trong con ECM này đưa ra cái van từ đã bị hỏng hoặc là đứt cái dây xanh đen này từ cái rắc van từ về chân IC. Cách xử lý anh em chỉ cần đấu cái dây mát này đưa vào chân ECM là được. Còn nếu trong trường hợp ECM bị hỏng thì chúng ta có thể bỏ chức năng này, không dùng cũng được, không sao. Ok. Bởi vì van từ này nó không ảnh hưởng đến hệ thống nổ, không ảnh hưởng đến vấn đề hoạt động của xe. Cho nên chúng ta có thể không sử dụng. Như chiếc xe này là cái dây này này là đang có thể là bị chết trong ECM, cho nên là chúng ta có thể không cần thiết. Bởi vì bản chất của nó có cũng được, không cũng chẳng sao anh em nhé. Không liên quan đến hệ thống nổ, không liên quan đến hệ thống xe chạy có ngon hay không ngon. Chính vì vậy mà anh em đừng lưu ý, đừng quan tâm quá sâu vào cái van từ này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.